Đây có bà nào giống tôi không, đi chợ giết không biết mua cái gì luôn thì chắc chắn xác định bữa đó là ăn cá hộp. Mà bà nào mà thích ăn cá hộp á thì ăn thử cái loại cá hộp Rosa của Thái Lan một lần đi mấy bà. Chắc chắn mấy bà mà ăn loại cá hộp Rosa này một lần rồi á thì sẽ không bao giờ ăn mấy cái loại cá hộp kia đâu. Thấy là cái loại cá hộp này nó khác biệt hoàn toàn với tất cả các loại cá hộp mà tôi đã từng ăn qua. Thông thường á thì mấy cái loại cá hộp kia á thì hay làm bằng con cá nục á, còn cái này á là được làm từ con cá thu. Mà con cá thu này đặc biệt một cái á là được chiên sơ qua rồi. Mình ăn nha, cái thịt cá của nó dai dai giòn giòn á chứ không phải là cái loại cá mà mềm luộc mấy bà, mà đặc biệt là cái này là sốt cà chua, cái vị của nó cũng ngọt ngọt mặn mặn á. Trời ơi, phải nói là ăn với cơm hay là bánh mì gì cũng hợp lý hết trơn á. Bình thường á là mấy bà ăn cá hộp là mấy bà hay ăn bánh mì hay là với cơm vậy. Còn tôi thấy nha, cái loại cá hộp này là ăn với cơm hay là bánh mì đều ngon hết á. Tôi thấy là mấy cái loại cá hộp này á thì cũng dễ ăn nữa. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối gì cũng được hết trơn á. Bữa nào mà mệt mệt không có đi chợ á thì mình lấy cá hộp ra mình ăn với cơm nóng cũng ngon nữa. Còn bữa sáng nào mà dậy trễ không có thời gian đi nấu nướng ăn sáng á thì mình lấy ra mình chấm với bánh mì cũng ngon luôn. Cái này á là một lốc tới 4 hộp lận, tôi mua có hơn 100 cành à, tính ra là một hộp này á có 50 mấy cành thôi à, mà hai người ăn nghe tao nói là vô tư thoải mái luôn á. Cái này á là dạng cá thu chiên giòn nhưng mà cái phần xương của nó cực kỳ mềm luôn, bởi vì tôi nghĩ là con nít cũng ăn được luôn mấy bà. Cái nước sốt của nó là ngọt ngọt mặn mặn á, ăn với cơm cực kỳ dính luôn. Tôi thấy á, cái loại cá hộp này rất là tiện luôn, đặc biệt là mấy chị em công nhân hay là nhân viên văn phòng bữa nào mà không có thời gian nấu nướng á thì mình trữ sẵn vài lốc ở trong nhà để khi nào mà mình cần á thì mình chế ra mình ăn với cơm rất là tiện á.